Một căn nhà view hồ mát lạnh. Thưa quý vị, đây, 4 tầng có thể dọn đồ về và ở ngay, nằm ngay ở cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, đi lại giao thông cực kỳ thuận tiện. Mọi người đừng bỏ lỡ video này nhé. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà cực kỳ gần với trạm bơm Yên Nghĩa. Nó cách trạm bơm Yên Nghĩa khoảng tầm 200m thôi, đi lại cực kỳ thuận tiện. Và với cái căn nhà này, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, rất là gần với lại trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Và với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay, rất là xịn sò luôn. Bởi vì sao ạ? Đường ngõ trước nhà cực kỳ gần với lại trục đường ô tô đi lại. Nó cách với trục đường ô tô đi lại ở đây duy nhất một nhà là ra tới đường ô tô, gần ngay với trạm bơm Yên Nghĩa. Vị trí cụ thể của nó thì thuộc Đông La, Hoài Đức. Với cái căn nhà này thì là 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hoàn thiện vừa mới xong, có thể dọn đồ về và ở nha mọi người. Đó, ngõ cực kỳ nông, cực kỳ tiện. Và căn nhà này thì hoàn thiện như thế nào ạ? Với cái hướng nhà là hướng Tây Bắc. Thiết kế của ngôi nhà, phần mặt tiền của ngôi nhà thì ở đây mặt tiền của nó khá là rộng, mặt tiền của nó khoảng tầm 6m mọi người nha. Đó, với cái căn nhà này mặt tiền 6m rất là thoáng, đường ngõ thông thoáng. Thiết kế cửa chính của ngôi nhà hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong ở đây nó là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái phần hoàn thiện tiếp theo của ngôi nhà ở đây thì chủ đầu tư thiết kế rất là chỉn chu tỉ mỉ ở cái không gian phòng khách cho quý vị. Đây là cái phần phòng khách, toàn bộ là ốp vách PVC, giả gỗ, giả nhựa mọi người ạ. Nhưng mà cái vách này nó độ bền của nó khoảng tầm 8 đến 10 năm. Không gian phòng khách như quý vị nhìn thực tế ở đây. Ở đây hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, quạt trần. Và đây là cái phần thiết kế phòng khách nha quý vị. Đây. Nói chung Ngọc Ánh quay review đúng theo hiện trạng của ngôi nhà, gửi tới quý vị là có bộ bàn ghế này. Đó, có những cái phụ kiện gì đi kèm rất là hợp lý. Đây, bức tranh. Nói chung với cái căn nhà này thì giá chào bán 2 tỷ 300 triệu đồng, rất là phù hợp với một căn nhà đường ngõ nông, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Hiện tại thì một số ngân hàng đang hỗ trợ cho quý vị vay là tối đa 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất cực kỳ ưu đãi. Về cái phần ngân hàng thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho mọi người tốt nhất. Ngoài cái không gian phòng khách rất là rộng thì ở đây còn có không gian phòng bếp. Ở đây là ngoài cái phần ngói vừa chia sẻ với mọi người, đó là mặt tiền nó rộng, cho nên ngoài cái thiết kế phần cửa chính thì ở đây còn có một chiếc cửa sổ nữa, xinh xắn, hướng ra bên ngoài. Tất cả cửa sổ thì đều thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, rất là an toàn, thẩm mỹ. Không gian phòng bếp đều đã được hoàn thiện xong hết, tủ gỗ An Cường. Với cái không gian phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn này vẫn đáp ứng đầy đủ cho một hộ gia đình sử dụng. Với cái phần thiết kế rất là chỉn chu, chậu rửa, vòi rửa đã được hoàn thiện xong hết. Mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp là được ốp toàn bộ là gạch nha mọi người. Rất là sạch sẽ, thẩm mỹ. Ngoài ra, phần phòng khách, phòng bếp thì nhà vệ sinh vẫn còn một chiếc ở đây, nhỏ nhắn đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, lavabo, gương ở phía dưới tầng 1. Khá là hợp lý với một cái căn nhà diện tích 30m. Nhà này thì thực ra thiết kế nó đúng như kiểu nhà ngang ấy, bởi vì cái mặt tiền của nó rộng, mặt hậu cũng vậy. Với cái căn nhà này thì không bị bất kỳ một lỗi phong thủy nào nha quý vị. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim và mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review chi tiết cụ thể đường, hướng, giá, vị trí của cái căn nhà này rồi. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Vậy các tầng ở trên thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên trên các tầng trên của ngôi nhà. Một ngôi nhà sang xịn mịn là như thế nào? Là ở trên các tầng của ngôi nhà, chủ nhà có thể lắp toàn bộ đồ đạc cho mình và có thể dọn đồ về và ở ngay. Với căn nhà này thì chỉ việc xách vali về và ở thôi. Thiết kế của ngôi nhà rất là hợp lý. Và đồng thời chủ nhà thì lắp đầy đủ cho mình ở đây, giường, tủ, kệ trang điểm, bàn phấn, rất là xinh xắn, xịn sò mọi người ạ. Với cái căn nhà này đây, diện tích của nó thì thực tế luôn, Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, chỉ có 30m² thôi. Tuy nhiên mọi người có thể nhìn giúp Ngọc Ánh ở đây, một chiếc tủ rất là to, một chiếc giường rất là lớn, một cái kệ bàn phấn đây rất là đẹp. Mà cái không gian phòng mà ngủ ở đây vẫn còn rất là rộng nha mọi người. Đây, không gian phòng ngủ đây vẫn còn rất là rộng,
nhà nào mà có con nhỏ trẻ thơ vẫn có đầy đủ một cái góc để chơi mọi người nha. Đấy, rèm cửa này, điều hòa này, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, thiết kế hai lớp cửa sổ nha mọi người, rất là thoáng mọi người ạ. Đây là cái phòng vệ sinh ở phía bên trong của cái phòng ngủ này, thiết kế theo kiểu master, phòng vệ sinh ở phía bên trong đây. Đáp ứng cho quý vị, phòng vệ sinh rất là rộng, rất là chỉnh chu, cửa sổ thông thoáng, đồng thời đây, bồn cầu, sen tắm và lavabo. Với cái căn nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước là đã xong xuôi hết rồi, chỉ việc xách vali về và ở nha mọi người. Cái không gian phòng ngủ cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ thoáng. Đó, thiết kế rõ ràng cho mọi người ở đây có thể nhìn thấy. Với quý vị anh chị nào mà đang có những cái lô đất nhà ngang như này chưa biết thiết kế ra sao thì có thể tham khảo thực tế cái video này nha quý vị. Sau đây ngói xin mời người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Và với một cái tầng 2 làm mẫu thì tầng 3 thiết kế ra sao? Đây mọi người ạ. Với tầng 3 của ngôi nhà thì mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Nếu như mà để một cái căn phòng trống không như thế này thì nó còn rộng nữa. Vậy thì như cái thiết kế ở tầng 2 kê đồ rồi ấy mọi người, thì tầng 3 chủ nhà cố tình để không như thế này để cho quý vị về có thể thiết kế theo cái ý kiến cá nhân riêng. Hoặc nếu như mà có thể thương lượng được thì chủ nhà sẽ lắp cho mình y như ở phía dưới tầng 2 quý vị nha. Đó, một căn nhà giá chào bán 2 tỷ 300 triệu, ngõ nông, đường thoáng, vị trí đi lại giao thông thuận tiện. Ngọc Ánh xin nhắc lại, nó cực kỳ gần với trường đại học Phenica, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với lại trung tâm thương mại Yomon Hà Đông, đi lại cực kỳ thuận tiện, gần với trung tâm hành chính quận Hà Đông. Quý vị nào đang đi làm ở khu vực quận Hà Đông hoặc đi làm ở cái khu vực huyện Hoài Đức thì cái căn nhà này thiết kế rất là hợp lý. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2. Đó, tầng 1 Ngọc Ánh đã review chi tiết, tầng 2, tầng 3 cũng thế vậy. Tầng 4 ra sao mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà, Ngọc Ánh vừa bước chân lên đây thì một luồng gió mát ập vào. Bởi vì sao ạ? Ở đây có một cái ô kính trời thoáng để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là sân phơi. Tiếp theo, ở trên phía tầng 4 thì thiết kế một cái khu vực phòng thờ. Đây, một cái phòng thờ riêng mọi người nha. Đây là cái phần phòng thờ của cái căn nhà này, hai phòng ngủ rất chi là thoáng. Đó, xung quanh dân cư cực kỳ đông đúc và đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, cực kỳ mát luôn mọi người ạ. Đi lại rất là thuận tiện. Với căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở luôn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy hồ điều hòa. Cái hồ này thì được gọi là hồ Đông La ấy mọi người. Rất là mát. Đó, tận hưởng được cái công năng sử dụng cũng như là những cái tiện ích. Ở đây thì chợ trường phường trạm cực kỳ gần, đi lại giao thông cực kỳ thuận tiện, gần với lại khu đô thị như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi. Với căn nhà 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, giá chào bán 2 tỷ 300 triệu đồng rất là phù hợp với cái giá hiện tại của cái thị trường hiện tại. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0953 1343 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.